dọn trong khi quét dọn chùa, đột nhiên giác ngộ Phật pháp quỳ trước tượng Phật. Nhưng không lâu sau, cảnh giới tư tưởng của robot vượt qua tất cả các cao tăng tu hành ở đây, ngay cả trụ trì của ngôi chùa cũng phải đến tìm robot giải đáp thắc mắc. Vì vậy, nhà sư đã đặt cho robot một pháp danh, gọi là Nhẫn Minh. Không lâu sau, chuyện Nhẫn Minh đắc đạo thành Phật đã truyền ra bên ngoài và đã khơi dậy sự sùng bái của nhiều Phật tử. Tuy nhiên, sau khi công ty chế tạo robot biết được tin này, cho rằng robot bị trục trặc, vì thế đã cử kỹ sư Hạo Vũ đến sửa chữa. Khi Hạo Vũ nhìn thấy robot đáng lẽ phải dọn dẹp vệ sinh, lại cùng các nhà sư quỳ trước tượng Phật tụng kinh, cảm thấy rất ngạc nhiên. Hạo Vũ nhanh chóng lấy thiết bị ra, tiến hành kiểm tra toàn diện với Nhẫn Minh, nhưng bất luận là phần mềm hay phần cứng, đều hiển thị robot không bị trục trặc gì cả. Mọi thứ đều ổn, tôi vẫn ổn, tao không nói chuyện với mày, robot, tôi biết điều này sẽ làm anh không vui. Ý mày là gì? Không sao, tôi chỉ là một con robot. Chỉ vài câu nói đơn giản thế thôi, khiến Hạo Vũ cảm thấy có chút hoảng sợ. Anh ta nghĩ mãi không ra, một con robot quét dọn không có bất kỳ trục trặc gì, làm sao có thể tạo ra ý thức tự giác ngộ Phật pháp được chứ? Sau khi trở về, Hạo Vũ đã nộp báo cáo kiểm tra của Nhẫn Minh cho công ty. Ông chủ cho rằng robot tự tạo ra ý thức là điều vô cùng đáng sợ, vì thế ông ta quyết định đích thân dẫn người đi tiêu hủy Nhẫn Minh. Đến tối, một nữ tu sau khi biết tin, lén nói với Nhẫn Minh bảo nó nhanh chóng chạy trốn, nhưng Nhẫn Minh vẫn bất động. Trong mắt của cô, tôi là gì? Là cao tăng, xem kia là gì? Kia là đồng hồ điện tử. Sau đó Nhẫn Minh tháo cánh tay của mình xuống tiếp tục hỏi, xem lại là cái gì? Là tay của tôi, hay là đồng hồ? Đó là trực giác của con người cố tình phân biệt sự vật. Vạn vật trên thế gian đều có thể thành Phật. Cho dù là con người hay robot thì đều giống nhau cả. Thuận theo tự nhiên đi. Đêm khuya, Nhẫn Minh bước chân nặng nề một mình đi vào trong chùa. Liệu nó có thể thực sự chấp nhận số phận bị hủy diệt vào ngày hôm sau? Một con robot quét dọn trong chùa, đột nhiên giác ngộ Phật pháp, trở thành cao tăng tu hành cao thâm nhất trong chùa. Ngay cả trụ trì khi gặp vấn đề cũng sẽ khiêm tốn đến tìm nó giải đáp thắc mắc. Ngay sau đó, tin tức robot đắc đạo thành Phật đã bị công ty nghiên cứu và phát triển nó biết đến. Thế là bọn họ ngay lập tức phái người đến tiêu hủy robot. Ông chủ công ty cho rằng, một khi robot tự tạo ra ý thức, nó sẽ đe dọa nền văn minh nhân loại. Điều đáng sợ hơn là, Nhẫn Minh không chỉ giác ngộ được Phật pháp cao thâm, ngay cả con người cũng muốn đến thỉnh giáo nó. Một khi tất cả robot đều giác ngộ như nó, vậy thì vị trí làm chủ của loài người trên thế giới rất có thể sẽ bị đe dọa. Nhưng sư tăng trong chùa lại có cách nhìn khác. Họ phản đối việc tiêu hủy Nhẫn Minh và tin chắc rằng vạn vật trên thế giới đều có thể thành Phật, không thể vì nó là robot mà trong lòng sợ hãi mang nó tiêu hủy. Đúng lúc hai bên đang tranh cãi, ông chủ bảo trợ lý mở một đoạn ảnh ba chiều, xuất hiện trước mắt là đại pháp sư Phật gia nổi tiếng trong vùng. Ông ta nói với Nhẫn Minh, Phật phải trải qua vô số lần luân hồi mới có thể thiên hạnh vạn khổ tu được chính quả. Nếu robot có thể đạt được thông qua các linh kiện điện tử, vậy thì còn ai sẽ nỗ lực tu luyện để cầu được thiện quả đây? Robot, xin hãy trả lời. Đối mặt với sự truy vấn không ngừng của đại pháp sư, Nhẫn Minh lại không nói gì. Nhìn thấy thời gian chín muồi, ông chủ ra lệnh cho robot tự phá hủy, cảnh cáo ngươi lần cuối, có phục tùng mệnh lệnh hay không? Nhẫn Minh lắc đầu không chút do dự, thấy không khống chế được, ông chủ lập tức ra lệnh bắn. Trong khi Nhẫn Minh chiếu tia hồng ngoại vào ai đó, Hạo Vũ trực tiếp xông lên chắn trước mặt, không được bắn, mau bắn đi. Thủ hạ lập tức tiến lên đánh Hạo Vũ ngã xuống đất. Nhìn khung cảnh trước mắt, cơ thể của Nhẫn Minh đột nhiên có phản ứng, nữ tu dường như nhìn ra điều gì đó, cô muốn tiến lên ngăn lại, kết quả bị Nhẫn Minh ngăn lại. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Nhẫn Minh muốn đại khai sát giới, nó lại làm một chuyện khiến mọi người không ngờ tới, không thể tin được. Một con robot quét dọn trong chùa đột nhiên giác ngộ Phật pháp, trở thành cao tăng tu hành cao thâm nhất trong chùa. Đối mặt với mối đe dọa bị hủy diệt, Nhẫn Minh không hề hoảng sợ, nó nhẹ nhàng giơ tay lên, hai tên thủ hạ trong nháy mắt đã bị đánh bay. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Nhẫn Minh muốn đại khai sát giới, nó lại bất ngờ hạ vũ khí xuống. Đối với tôi mà nói, chưa bao giờ có hầm. Hello, 大家好，我是海燕。 今年23岁，我是阳明交通。 Đại khai sát giới, nó lại bất ngờ hạ vũ khí xuống. Đối với tôi mà nói, chưa bao giờ có ham muốn và dục vọng. Hiện tại không có, và sau này cũng không. Loài người à, các người rốt cuộc đang sợ điều gì? Kể từ lúc các người đến thế giới này, giác ngộ đã ở trong thế giới của các người rồi. Chỉ là các người đã quên điều đó, để ngăn các người rơi vào lần nữa. Sự vô tri, hỗn loạn, vực thẳm của sự ngu ngốc. Tôi quyết định rời khỏi nơi này. Các người hãy nhìn lại trái tim của mình một lần nữa. Cuối cùng sẽ đạt được kết quả của giác ngộ. Nói xong, Nhẫn Minh dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từ từ đi về phía Phật. Sau đó hai tay chắp lại quỳ trên mặt đất và chìm vào im lặng. Lúc này Hạo Vũ đột nhiên nhận ra điều gì đó. Anh ta đứng dậy đi tới phía sau Nhẫn Minh, phát hiện nó đã ngừng hoạt động.
để con người không phải lo lắng. Nhẫn Minh tự mình cắt đứt tất cả đường dây trên cơ thể. Thời điểm đèn báo tắt, Nhẫn Minh cuối cùng đã tu thành chính quả, đắc đạo thăng hoa. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả tu sĩ đều đồng loạt quỳ xuống, cầu nguyện cho vị cao tăng trước mắt này. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ở cuối phim, để lại cho chúng ta một sự đảo ngược đáng sợ. Đến tối, Hạo Vũ nhặt được một con chó robot bị hỏng từ trong thùng rác. Để sửa chữa nó, Hạo Vũ đã dùng kéo rạch tay mình, lấy một con chip từ bên trong ra, đổi sang cho con chó robot. Thì ra Hạo Vũ cũng là một con robot. So với Nhẫn Minh, anh ta chỉ là ngụy trang kỹ